Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn nói trở lại với kênh Gaming. Thì trong video hôm nay mình sẽ làm một cái series mới. Trong những cái series đó giờ mình làm thì hôm nay mình sẽ làm sát thủ trong GTA 5. Hôm nay là tập đầu tiên ha. Thì trước giờ thì làm cảnh sát nhiều rồi làm bảo vệ này kia, taxi nhiều thì nó cũng chán. Cho nên hôm nay đổi không khí qua làm sát thủ ha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy xe cái đã. Xe tôi đâu rồi? Xe tôi đâu? Where my car? À, tình hình là mượn xe chạy đỡ chứ bây giờ không có xe. Xe vàng nó kể trong kia. Làm sát thủ. Làm sát thủ mà chơi lấy xe mình mất công lắm, mệt lắm. Không xịn như 007 mà đổi biển số được. Để mình nhận cuộc gọi. Đó, lấy điện thoại lên xem. 3.940 đô. Cái mạng người có 3.940 đô thôi hả? Sao mà rẻ bèo quá vậy? Kệ cũng được, mình sẽ tới cái điểm đánh dấu mà mình sẽ xử cái thằng này. Thì như nãy mình các bạn vừa thấy là mình vừa lấy cái điện thoại lên để mình xem danh sách cái người mình cần giết á. Mình cũng có thể hủy để mình lấy cái vụ khác, nhưng mà thôi thì lỡ nhận là nhận luôn. Trời, làm người này mau giàu lắm mấy bạn ơi. Bạn nào mà cái ai comment phía dưới mình hốt luôn cho. Thì lộn được. Thì các bạn nhớ cho mình một like, share, một subscribe cho kênh mình để ủng hộ mình có thể nỗ lực làm những cái video như thế này nữa cho các bạn ha. Nếu hay các bạn nhớ cho mình ý kiến ở phía dưới để mình biết để mình làm thêm những cái series như thế này. Tại làm cảnh sát hoài nó cũng chán mà làm cái kia nó cũng chán nữa. Hôm nay mình đợi gió chút xíu. Mốt mình sẽ làm thêm đi phượt nữa. Rồi ok bây giờ. Rồi, đã xác nhận được mục tiêu rồi. Đối tượng là đang đi đâu rồi đây, di chuyển. Đối tượng là nạn nhân là con trai. Đang di chuyển ở phía góc đường đây. Trai hai gái ta nhìn không rõ, nó mắc cận. Đây. Đang lên đi. Ai đông vậy? Ôi nó đi qua đường. Ôi qua đường đi, qua đường đi. Nguyên chùm luôn, biết ai ta. Như là một trong hai thằng áo trắng hoặc là một thằng áo đen nó đứng đứng phía sau. Ồ hổ. Căng rồi nha. Mới vô lần đầu vô nghề mà sao mấy anh chơi khó em quá à. Đứng nó ngóng ngóng ai nó không bỏ lộ, đứng xe cản thấy bà mày luôn. Xuống hỏi thăm thử coi. Hello, hello. Có thể là cái thằng nào ta? Đợi hợi mình ra mình đứng mình cầm súng mình bắn chết một lần ba cái luôn cho nó lẹ đi. Giờ ra đi chui vô góc bắn súng nhắm một lần ba cái luôn cho nó lẹ. Gì đâu mà đứng không biết nào sao giết. Mấy người chơi khó nhau quá à. Đây có súng nhắm này, Heavy Sniper. Đối tượng giết thằng này trước. Trời. Oh shit, đối tượng là có vũ khí. Cái gì đâu. Làm sát thủ đi giết người ta mà thành người ta giết mình luôn. Trời ơi, nhục, mày thấy nhục chưa? Nằm viện 2-3 tuần luôn. Trời ơi, banh hợp đồng sát thủ. Trời ơi, trừ 5.000 đô à. Nhưng mà để xem có hợp đồng mới. 4.200 rồi, ok. Để tôi đi lấy xe cái đã, tôi nhỏ quá rồi. Bà nội cha nó tự nhiên cái thằng quỷ vậy là mình bắn lộn thằng rồi. Cái thằng này vậy là do cái thằng nó đen. Lấy con này đi, con này giống con Volkswagen đó. Ok, đi lên cao tốc luôn hả? Đóng cửa vô. Sát thủ gì đâu mà đưa cái mặt con hơ ra ngoài thấy nó bắn. À rồi ok. Hiện tại thì sát thủ được nhìn cái thằng mục tiêu á được nhìn thấy lần cuối trên cái cầu. Dòng đầu qua mình sẽ đi lên cầu để xem đâu khúc nào để mình xử nó ha. Mấy đứa dọn đường ra nào. Fortuna nhiều quá ta. Ây, đi trong một con xe rất là bự. Thế như mình dự đoán thì là nó sẽ đi thẳng.
Rồi ok, tới đây đèn đèn gì đây? Ok, cho nó đi, mình sẽ đi phía trước này, mình bắn nó. Mới còn súng không nữa ta? À còn 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 còn. Hai người trong xe lận. Oh shit. Ok, đã giết được rồi, giết thêm cái người. Ok xong. Ai da, mình đang bị trong một cái khu rất là đông của cái bọn mà giống như là bọn phản động hay cái gì đó. Nó dí mình tại vì nó có nổ súng á, giống như là khu vực địa bàn găng của bọn nó nổ súng một cái là nó tới liền luôn. Tại thì cảnh sát nó đang truy lùng. Đợi xong cái vừa xong cảnh sát rồi mình bắt đầu tiếp tục cái nhiệm vụ thứ hai. Thì để mình xem cái mình đổi cái con xe xem. Ở đây đang có một cái vụ trao đổi. Bỏ đi. Xe đó mà công an nó dí chạy tới bà luôn, chạy tới sáng cũng kịp nữa. Bên này là một cái con xe bồn. Ôi trời ơi, cái súng mà hồng dễ thương quá, đem ra khoe người ta làm chi. Ê đừng có nó bị. Không, nhìn xe này nó sơn màu đẹp lắm mấy bạn ơi. Vàng bóng đẹp. Cái lộn cam cam chứ. Rồi rồi rồi, xe mới rồi. Nó là đẹp. Ok, chơi hết sao quá đã. Ơ, cảnh sát phía trước, cảnh sát phía trước. Rồi ok, đã hết sao. Ok, lấy điện thoại ra xem tiếp. New contract đây, 4.560 đô, 4560. Nice, số đẹp. Bây giờ ta sẽ tới. Con này thì nó được mô phỏng giống con Mitsubishi ha. Các bạn nhìn cái logo của nó đây. Đây cái logo hình Mitsubishi là cái hình hình ba lá hay cái gì đó. Còn Mercedes-Benz là ba kim, ba cái hình như cháu kim đó. Bỏ đi. Trong này nó rất có một cái hay, rất là hay luôn mà mình muốn cho các bạn xem mà chưa xem được. Thôi các bạn đợi đi. Khi nào cho xem xem, bây giờ không cho xem. Ôi trời ơi. Ê, đối tượng nó đã chạy vô khu này rồi. Chạy vô cái khu này, cái khu rửa xe. Đây, car wash. À đây, đối tượng là một cái người da đen. Đang đi bộ. Giao rồi. Ơ xịt, ơ xịt. Cái tưởng nó đã bỏ chạy rồi, cầm súng bắn nó thôi. Ok. Bây giờ mình cần phải giả mạo qua cái thằng này mới được. Để mình giả mạo sang cái thằng này. Ok. Rồi ok, giả mạo xong rồi. Hiện tại mình đã thành một cái nhân vật đây, nhân vật da đen y như cái thằng đó luôn. Giờ chỉ còn công việc còn lại là trốn cảnh sát thôi. Tại nãy mình bắn công khai quá đi, bộ đồ đen nó thấy hết trơn rồi. Đi con xe mà cam cam nữa cho nên là cần phải giả mạo. Kêu gì đó. Cho mày một bắn là định nở đầu nha con. Ô, có cảnh sát, cảnh sát. Hình như cái kia cái đồ cảnh sát các bạn ơi. Chết tôi rồi. Cảnh sát everywhere. Help me, Billy. Chú Mi Nga. Mơ đi mà bắt anh mấy chú. Mơ đi chú đủ trình gì mà bắt anh. Đây là cái chỗ cửa hàng bán xe mà bán xe, xe đồ, xe cũ. Rồi, ok, hết cảnh sát. Chúng ta tiếp tục cái vụ thứ hai. New contract 3.710 đô. Ngàn đô chứ. À, ý, cảnh sát rồi. Ý. Đây, cái vụ này nó mắc hơn được 100 đô. Cũng được. Chúng làm này mau giàu lắm. Ngày, một ngày mấy bạn đi vòng vòng tốn 2-3 viên đạn thôi mà được 10.000 đô hơn luôn, ghê không?
kinh khủng luôn, 10.000 đô á. 1.000 đô đổi ra được là 20 triệu rồi. Mà 10.000 đô như vậy 200 triệu, thật là kinh khủng. Mấy mấy bạn cầm giấy tờ nhà đem qua bên này đi, rồi vô đây mình đào tạo cho một cái khóa sát thủ ha. Vô đây giết gà giết vịt bên này nhiều lắm. Hai đứa tránh ra anh đi. Anh đâu có tiếng thằng đó tao. Dưới xong đó sẵn mình vô mình đổ con xe luôn, kết cái con xe này quá. Nó đang ở cái chỗ cái khu khu này gần gần khu sân bay nè. Khu này khu chạy bộ của người người ta là bu tập trung rất là đông. Đó. Có một cái cuộc tổ chức chạy bộ đồ này kia đó mà. Đây đây đây, đã xác nhận được mục tiêu rồi. Mục tiêu là cái người cô gái này đây hả? À đây cô gái bên này. Ok, đối tượng nó đã đi ra một cái chỗ này vắng người hơn rồi. Chào chào em trai, alo chào em gái. Ấy mình hết súng rồi, mình quýnh nó luôn. Hết vũ khí, chết bà, trời. Ấy nó có súng kìa, nó có súng kìa. Mình cần lục soát đồ nó. Hiện tại thì mình đang được. Wow, sexy vậy. Đâm một cái nữa rồi, ok, đâm cái nữa, đâm cái cuối cùng cho chắc chắn nữa, nó đã chết. Thì hiện tại thì cái khu này rất là vắng đó, mình giết xong bây giờ mình AMG. Bye bye em, nằm đó đi em. Bây giờ mình sẽ vô đi đổ cái con xe này lên cái đó. Kết cái con xe này quá đi. Độ nó chạy nhanh dễ giết người. Mở cửa đi. Sao mày mở cửa, mày phân biệt giới tính với tao? Trời ơi, chị mày bao nhiêu năm trong nghề mà mày vậy á. Độ nó mấy bạn thấy nó kỳ thị giới tính không? Ấy là gì? Cái gì ta? Cái gì? Ấy cái xác vẫn còn. Ok, nhận dù tiếp theo 3.500 đô. Ok, good. Thì khi mình đổi trang phục thì mình nó sẽ bị mất hết vũ khí rồi. Vũ khí nó trong người nặng quá, dục hết luôn. Cho nên là quất tay không nó luôn. Nãy mới đi ngang con xe nhà nước các bạn, có bị số xanh luôn á ghê. Đối tượng ở trên cầu là phải không nhỉ? Đây. Đang di chuyển gần vô bến tàu. Rồi ok, đã chết. Thằng này nó đang kết nối với cảnh sát. Oh shit. Ê mấy đứa, có đứa nào bắn gì, đứa nào bắn? Có người bắn. Mình bị lột mặt nạ rồi, tình hình là mình không có. Con này nó hết bắn mình rồi, để mình lục soát đồ nó cái đã. Rồi ok, biến thành thằng này rồi. Đâm nó cái nỗi cho nó chết luôn. Chắc chắn nó đã chết. Để mình tìm xem trong người nó có một cái vũ khí gì hay không. Tìm không thấy gì hết. Đây được một cái súng micro SM. Súng tự động 6 viên đạn. Một cái súng súng bắn điện. Đây, súng micro SMG 6 viên. Một cái súng bắn điện. Bắn điện hả? Ngon à. Chích cái chơi coi. Chích. nó còn. Có một con thằng. Mày trốn đi đâu? Mình có 6 viên đúng không? Đã chết. Giết luôn cho nó khỏe. Đây. Để mình lục xem thằng này nó có bao nhiêu, có súng gì trong người không? Súng đạn, lộn, súng điện nữa. Sao bọn mày thích chơi súng điện quá vậy? Con trai hay con gái đâu, con gái ta đem súng điện theo, thằng nào nó dở trò con chích cái bụp. Còn này mày con trai mà làm mà đem súng điện theo. Thôi. 3960 đâu đây?
ở gần khu này, cái khu gì á ta, khu gì mà mình quên mất tiêu ấy. Trời ơi, nhưng mà thấy rồi, hiện tại mình đang là một người khác rồi ha. Lột đồ ra mình mặc vô. À mà cái khu này, cái khu mà chỗ mà thi tài năng đồ, tìm kiếm tài năng đồ mà. Đây đây, cái con xe nó đẹp quá vậy. Siêu xe. Nó nghe nè, siêu xe ơi. Mượn xe cái đi nha. Trời em làm công nhân đó giờ, trời chị gái dễ thương quá, cho em mượn xe cái chị ơi. Dạ không có sao chị em đưa lại chị ơi. Ơi, em trả lại chị xe phía trước đó chị ơi, chị lấy chị chạy đi không sao đâu mà. Xe xe ơi. Oh shit. Hiện tại mình đang bị bọn này nó đang như là vì gái, nó sẵn sàng hy sinh tính mạng nó để giết mình. Đây. Một thanh niên, hai ba thanh niên dạy gái dí theo chỉ vì một chiếc xe thôi. Có anh nào dí nữa không? Em chưa gì hết, mấy anh dạy gái quá. Rồi đây, đối tượng phía trên đây. Đang đi cầm điện thoại. Oh shit. Ôi cái thằng đó nó bắn mình luôn. Ôi bớt cảnh sát, người ta bắn tôi. Bớt cảnh sát, nó bắn tôi kìa. Bớt cảnh sát, thằng đó nó bắn. À, đúng rồi, tôi giết người luôn. Súng. Súng lùm của mấy thằng hồi nãy nè. Ok. Chạy. Do mình bị bắn, bị lột nó mặt nạ ra rồi bây giờ. Về cái là cái bộ đồng phục cũ, giục cái bộ đồng phục kia rồi. Giờ đây giết mấy đứa con gái này, mình giả làm con gái nữa. Thôi này, ban ngày ghê lắm, kiếm cái đường mà nó vắng vắng xíu. Đây này này, cô gái này được rồi. Súng điện đâu ta? Chết chơi. Ơ, súng điện. Pẹt. Pẹt. Ok. Chị không chết đâu mà, yên tâm đi, chị không có chết đâu. Goodbye from me. Rồi ok, trời ơi, dễ thương quá mà. Đồ áo màu trắng mà vô máu nó ra thành áo màu, lộn, áo màu vàng vô máu ra áo màu trắng, dễ thương không. Không có chết đâu, yên tâm đi, đối tượng nó chỉ tới định kỳ của cái gì đó nó chảy máu vậy thôi, chứ nó không có chết. Súng điện sao mà chết được, trời ơi, bắn sao chết được. Giật điện, đút tay vô điện còn chết nữa mà. Kệ nó sao vậy, đừng lo. Nè, cái thằng quỷ này sao nó đi được xe xanh ta. Thôi má không, đây là xe nó bằng biển số xanh kìa, biển số cảnh sát luôn. Xe trong khi xe mình biển số màu trắng. Xe dân thường nó chơi biển số xanh. Ra cho chị mượn xe mày chạy thử coi. Đó, biển số xanh luôn rồi. Trời ơi, mày được vinh hạnh quá ha. Xe biển số xanh luôn, thấy chưa, 28RF0377. Trong khi cái xe kia của mình nó thì biển số trắng. Alo, xe cướp của mình. Xe cướp kia của mình, chứ không phải là xe mình. Ok, cho chị nhận vụ cuối ha. Gần đây hả? Nãy giờ tính ra mình được hơn 15.000 đô rồi á. Nãy giờ không đếm á, chắc cũng nhiêu đó. Cứ vụ vậy 3.000, 4.000, 3.000, 4.000, 3.000, 4.000 đâu tốn gì đâu. Tốn 2-3 viên đạn, quần áo à. Đầy luôn. Nên ngân hàng, các bạn nào rút tiền không? Trong đây hả? À, đây. Ô, anh trai, trời ơi, em gái của anh nè. Anh yêu ơi. Anh yêu ơi, em nói nghe nè. Bà không có vũ khí. Em yêu, anh yêu ơi. Bà nội cha mày. Chết. Nói chị không? Ê, trời ơi, lột đồ chạy. Nó phát hiện rồi, lột đồ chạy thôi. Thiệt tình luôn mấy anh, chứ kỳ quá, người ta đang không muốn qua Thái, người ta chỉ cần như đó thôi à. Kiếm gái khu này mẹ già không, thấy ớn quá. Thôi cái lột đồ mấy mẹ này thấy ớn quá, chắc tôi chết luôn á. Trời ơi, con mẹ lùng, mẹ mập, mẹ già. Thôi bỏ đi, cái khu nào mà em xinh tươi không? Gì đâu mà cái khu gì mẹ già. Ê, ra ngó xe cái chiếc nào đẹp đẹp. Khu gì đâu mà toàn là con mẹ già không à. Ok, mình nhận một vụ nữa. 3.600, được.
Thì các bạn nhớ cho mình một like, một share, một subscribe cho mình để ủng hộ mình. Và nhớ comment nếu mà hay, thực sự nó hay thì các bạn comment để mình tiếp tục mình làm những cái series về sát thủ. Để mình có động lực mình làm thêm những cái video mới cho các bạn xem. Thì hôm trước thì mình tính công khai cái lượng đăng ký mình ra luôn, thực sự thì mình nói nó rất là ít. Mình thì mình làm YouTube cách đây chắc cũng được một tháng hơn, trở về gaming thôi. Lúc trước thì mình làm về hướng dẫn mod, hướng dẫn cài đặt này kia đó, cho nên là không có ai xem hết. Sau này có vài bạn fan mình rủ nói mình là làm thử ở bên giết thằng con quỷ mới được, làm giết thằng quỷ mới được. Tình hình là mình có súng không ta? Có súng mà nghe đồn công an nữa, sợ quá hả? Thôi kệ, cứ ngắm bắn đi. Randy. Sao? Trời ơi, nó tự nổ luôn. Ao. Cái dãy đừng đụng tôi. Đây, chết luôn, chết cháy luôn các bạn. Bắn viên mà nó chết cháy luôn. Giờ mình phải chuồn khỏi khu này cái nào. Thì lúc trước thì mình toàn là làm hướng dẫn. Ui, cảnh sát, ui chạy. Làm hướng dẫn mod không à. Sau này thì mình mới làm qua những cái series cái con này nó có 22 mua đồ ta. À không, sau này mình mới làm những cái series mà về gaming, cho nên là rất được sự ủng hộ của các bạn. Thì thực sự là rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình cũng không có nghĩ là mình được bao nhiêu người đăng ký, rồi bao nhiêu fan đây. Nói chung là rất là nhiều. Thì hôm trước lúc lâu mà mình cũng tính là nghỉ livestream buổi tối luôn, tại vì thực sự nó tốn thời gian. Mình thì mình bận tùm lum việc chứ, đi không đi học mà ở nhà những lúc bận mà cũng cố gắng livestream cho các bạn xem. Còn hôm qua thì mình hơi bực chút xíu, tại vì mình bị phá cho nên là hơi bực chút xíu, nên hôm qua mà có nặng lời các bạn cho mình xin lỗi ha. Rồi ok, giờ cho em hỏi là xe này nâng cấp được chưa vậy? Em muốn thèm nâng cấp, nãy giờ em giết được nhiêu đó tiền nhiều lắm á. Trên kia nó chuyển khoản xuống liên tục luôn á. Trời ơi, xe này vẫn cho nâng cấp là nghỉ chơi. Còn vụ nào nữa không? Đây, hốt luôn, gần 4.000 đô luôn chứ ít gì. Không, thường là nó làm gì hết trơn á. Mình chỉ cần núp bắn bụp một viên. Chứ đạn có nhiêu đâu, mua lần một lóc đạn luôn, bắn viên được 3.000 đô. Mình nói là bạn nào mà muốn theo nghề này nhớ cầm sổ đỏ đi bán, đi qua bên này mình đào tạo cho cái khóa làm sát thủ. Qua đây mở công ty chuyên giết gia súc, vịt, bò, trâu, heo, gà, cá nữa. Ủa, cá đâu tính là gia súc đâu ta? Như mình sai ha. Kệ đi. Con này công nhận nó sang, được đi biển xanh luôn. Biển xanh là biển của nhà nước nha mấy đứa, tránh ra nha mấy đứa. Biển trắng là biển dân thường nha. À đây. Ôi. À cái thằng này hả? Ủa là thì ra là nó là cái người. Ủa đâu? Phải đâu? Thôi kệ, bắn nó luôn đi. Chết rồi. À cái thằng cái phần cướp xe thôi. Trời ơi, đó xe nó chết rồi đó, bà chị lại lấy đi, đem xác nó về chôn. Oh shit. À đối tượng là một cái thằng bảo vệ thôi, mình giết nó luôn cho nó nhanh. Rồi ok, chết rồi, chạy luôn. Ok chạy thôi. Tại do là nãy mình bắn cái thằng kia cho nên là bị cảnh sát nó truy nã rồi. Sẵn thì đi ngang hốn hành bảo vệ luôn. Không biết bảo vệ làm ăn sao mà bị người ta đặt hợp đồng chết, không biết giết không biết nữa. Đó, tình hình là hai đầu. Oh shit, có máy bay luôn. Chú mi nha. Chú mi. Đừng. Nó bay quá rồi. Giết mình giết ba mạng người luôn á mấy bạn. Ghê không? Wow. Nó đây nè mấy cưng ơi, mấy cưng à, nó đây nè. Anh ở đây nè, I'm over here. Where are you now? I'm over here. Rồi, xong. Thế là xong. Có trên kia nó xử lý giùm mình luôn. Trong này toàn xe ngon không? Xe ngon à. Mà mình thích con này hơn, con này nó đã. Biển xanh rồi, trời ơi. Đây có vụ nữa. Không, tốn có 2-3 viên đạn thôi mà. Nói chung là càng ngày cái số lượng mà nhà xác nó nhận hàng nhiều hơn bình thường. Đặt hàng, tại nhìn dạo này nhiều người đặt hàng quá đi, các bạn thấy không? Vì mình nói ăn ở tốt vô, ăn ở xấu là đặt hàng chết. Ê khoan, để em vô em độ con này, độ sơ cái mấy anh ơi.
xe xịn đó. Đổ sơ thôi, xíu 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 em ra liền mà. Trời, cái thằng nó bị đánh dấu rồi, làm sao nó chạy được, đem độ này cái đó. Đúc. Nãy giờ nó giáp lên có gì chạy trốn cho nó dễ chứ, thắng ăn nữa. Cản trước hả? Đó, có cái miếng này vô. Cán người thôi, bỏ cái bánh xe đi, khó chạy cái mẹ luôn. Ok. Bô hả? Bô hai bên hông. Bô hai bên hông thì cho nó đẹp. Good. Thôi bỏ cục máy này ra. Để gì đi. Đèn, đèn xong cho nó choáng. Đó, đổ hết lên mình. Nó biển số xanh nè. Hi hi hi. Sơn màu hả? Sơn màu gì nhỉ? Sơn màu gì mà nó. Chơi mà người ta thấy người ta mới sợ mình, mấy bạn hiểu không? Nó thấy nó tự con gái đi xe chứ đâu phải con trai đi, cho nên là để cái Ron K này Ron K này để có gì mà xe nó lật, có bị mấy thằng công an nó hốt mình còn né được. À, cái này cái lá cờ trên nóc xe hả? Ồ hả? Ôi con gì đây? Cái cục gì vậy? Tặng mình cái cục gì vậy? Cục xịt gì đây? Mid Highway. Highway gì? Highway Ripper the Duke. Thấp gầm hết cỡ luôn. Turbo luôn. Con xe hả? Chung là nãy giờ cái thằng nó không đi xa đâu, yên tâm mới chọi mình. Mình là dân chuyên rồi, chuyên về mấy cái này à. Mâm nào mà nó xịn xịn xíu không? Biết tao là sát thủ không? Biết thì khung hồn mà đưa ra cái mâm nào nó ngon ngon xíu đi. Ờ, rách cái bánh nó thì ghê quá. À đây, mâm này được, quá đẹp. Phối màu thật là đẹp. Ơi bỏ cái cây này đi, tao nói là bỏ mà. Đô mình cần sát thủ, mình phải cần kính đen rồi. Ok chào anh trai. Tốt nãy giờ có nhiêu tiền đâu. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp cho một siêu phẩm. Ồ nó nghe tiếng ở chỗ nó tràn vô cái khoang cabin lái rất là ghê. À cái thằng đây đây nó đang trên cầu mà. Anh đang đi về hướng ngược lại. Oh shit. Phóng lên không? Phóng lên hư xe thôi, xe tôi mới đổ. Mà sửa có nhiêu tiền đâu mà. Thôi sửa có nhiêu đâu, chưa tới ngàn đô nữa. Mà giết cái thằng quỷ này tới 3.000 mấy đô lận. Lời lời lời. Mà không biết là gồng máy nãy giờ hết xăng bà nó rồi. Thiệt tình luôn á. Đời nào sát thủ. Thằng quỷ này nó sửa xe nó cũng không biết sửa giùm cho nó thêm nhích thêm miếng xăng đồ nữa chứ. Nó đang ở trên cầu. À đây có cái đường nó sớm. Ủa cái okay, what the hơi the hơi gì đây? Mấy trên cao tốc chả lẽ đâu, đùa tao à. Đợi lên sát thủ chưa bao giờ bị trôn, nhưng mà cái thằng nào mà đặt hợp đồng mà trôn đi anh hốt luôn á. Lại nói dưới này. Này hả? Rồi. Em xin chia buồn với anh trai là cái khu này nó vắng lắm anh ơi. Thôi lấy súng điện bắn này cho nó vui. Tẹp. Ơi ơi đừng có bắn ta. Oh shit no. Không ngờ luôn, bọn này nó buôn bán ma túy. Nó buôn bán vũ khí. Trời ơi, tôi tưởng nó anh trai làm tôi bắn. Trời ơi, phải đi lấy đồ con sát lấy xe nữa. Hơn mấy anh mặc đồ giùm tôi luôn. Thiệt tình luôn, xe tôi mới mua đó. Biết xe mới mua không? Nghỉ chơi luôn à. Trời, ai đời đâu, đi làm sát thủ nãy giờ bị người ta giết hoài luôn. Nhục. À rồi ok thì video đến là hết. Thì các bạn nhớ cho mình một like, một share, một subscribe cho kênh mình để ủng hộ mình, để mình có động lực làm nhiều hơn nữa những cái video này. Thì nói chung là trong cái tình huống, những cái tình huống trong này thì cũng có vài cái mình làm cho nó vui,
chứ không phải là thực sự là mình. Nói chung là những cái bạn, nhiều bạn mà xem xong rồi nhiều bạn thấy nó nhiều bạn cơ mình ngu này kia đó, thì mình nói luôn là cái này là game, mình làm mục đích là kiếm vui vui, tại vì mình thì mình không có khiếu hài hước cho lắm. Cái này thì mình biết, cho nên mình cũng nhiều lúc mình cũng tự tạo cái yếu tố mà nó vui cho game á, cho nên là nhiều bạn nói chung là bỏ đi ha. Ok, thì mình sẽ dừng video tại đây. Chào các bạn và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình, và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thì nếu các bạn ủng hộ nhiều, mình sẽ tiếp tục làm cái series này tập thứ 2. Còn cái cảnh sát thì hiện tại mình để lại đi ha. Ok, nhớ comment phía dưới nha. Chào các bạn.